Cách đây 15 năm, dự án khu nghỉ dưỡng suối nước nóng tại xã Con Đào, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum đã được khởi công xây dựng. Ở thời điểm đó, nơi đây được xem là điểm nhấn trong thu hút đầu tư của tỉnh. Thế nhưng đến nay, tại dự án này đã và đang trở thành hoang tàn, nham nhở, ngổn ngang các hạng mục công trình thi công dang dở đã xuống cấp, biến dạng. Công trình bị bỏ hoang trên khu đất màu mỡ, trong khi đó người dân nơi đây lại thiếu đất sản xuất. Cổng chào của khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng Con Đào được xây dựng với ý tưởng như mời đón khách du lịch vào một thiên đường, thì nay các bức tường bốn phía rớt từng mảng, nhiều lỗ thủng nham nhở giống như bị đế quốc Mỹ tàn phá trong chiến tranh. Còn bên trong, lố nhố các hố lắng nước khoáng, bồn tắm bùn, nhà nghỉ dưỡng đã và đang trở thành hoang tàn. Người dân nơi đây rất xót xa vì diện tích đất đã giao cho dự án nay bỏ hoang rất lãng phí. Là dân chúng tôi là phản ảnh quá lâu rồi, tại vì cái dự án này là dự án treo bỏ lâu quá nhiều rồi. Bây giờ dân chúng tôi không có đất làm, mà bây giờ không dám trồng cây nông nghiệp, cây dừa ngài, trồng mấy cây mì thôi, chứ còn bây giờ cái mấy ổng cứ nói đùa lấy lên lấy xuống, rồi bây giờ dân chúng tôi rồi cứ trồng mấy cây mì thôi. Nên cái dự án này tôi cũng xin tỉnh, huyện rồi các nơi rồi về cũng giúp dân để cho có đất cho dân, có dân làm chứ để rồi dân bây giờ hết đất rồi, chỉ còn có chút đây mà cứ dự án cứ để treo miết như thế này. Rồi lãng phí đất là giờ dân họ cũng không có dám làm đầu tư mạnh vô, không muốn đầu tư, họ cũng không dám đầu tư, họ không dám làm những cái cây lâu năm. Bây giờ trong là dường như nhà nước hoặc là chính quyền ở đây là làm sao dường như quyết định một là làm, còn không làm thì cho dân họ nó là rõ ràng để dân họ cứ thọ mới họ trồng cây lâu năm gì đi. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn Vương Anh Minh Kon Tum làm chủ đầu tư. Các hạng mục gồm 3 hồ lắng nước, 8 bồn tắm bùn, 11 nhà nghỉ dưỡng trên diện tích đất 40 hectare. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng. Giai đoạn 2 sẽ khai thác, chế biến nước khoáng, tổng kinh phí đầu tư 8 tỷ đồng. Quỹ đầu tư không đáp được yêu cầu, do đó thì trong quá trình triển khai thực hiện nó kéo dài cái thời gian thực hiện. Do đó tỉnh đã có văn bản chấm dứt chủ trương thực hiện dự án đối với nhà đầu tư trước, đồng thời cũng có nhà đầu tư tới nghiên cứu khảo sát được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp phép thăm dò. Tuy nhiên thì cái việc thăm dò cũng không đảm bảo theo tiến độ, đồng thời Bộ Tài nguyên Môi trường đã thực hiện thu hồi cái giấy phép thăm dò. Và hiện nay thì Ủy ban huyện đang cùng với các sở ngành có liên quan là tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư đối với dự án xuống nước khắc tô. Được biết, hiện tại có một doanh nghiệp trong nước đến tìm hiểu dự án. Tuy nhiên, doanh nghiệp yêu cầu diện tích của dự án phải rộng 500 hectare. Đối với chính quyền, yêu cầu diện tích quá lớn như vậy sẽ ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân. Do vậy, hiện doanh nghiệp và chính quyền vẫn chưa tìm được tiếng nói chung và dự án vẫn cứ bỏ hoang, lãng phí theo thời gian trôi đi, chưa hẹn ngày phát huy hiệu quả của dự án khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Con Đào.